quý ông bà cô bác cùng toàn thể những quý vị quan khách có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Để bước vào phần khai mạc trong buổi chiều ngày hôm nay thì tôi ban tổ chức cũng xin được đọc qua chương trình như sau. Buổi giao lưu đội cờ đỏ Sơn Hải với đội cờ đỏ Diện Mỹ và đội cờ đỏ Hà Nội để bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu hôm nay được sự cho phép của chính quyền địa phương và được sự ủng hộ của đội cờ đỏ xã Diện Mỹ, huyện Diễn Châu, đội cờ đỏ Hà Nội, đội cờ đỏ xã Sơn Hải chủ trì buổi giao lưu hôm nay. Điều đó chứng tỏ sự nhiệt huyết, đồng lòng đấu tranh với bọn phản động để góp phần nhỏ bé của mình vào sự bình yên cho quê hương đất nước. Thay mặt đội cờ đỏ Sơn Hải, Quỳnh Lưu, tôi xin thông qua chương trình giao lưu như sau. Về dự buổi giao lưu ra mắt hội cờ đỏ Sơn Hải, Quỳnh Lưu, xã Diên Mỹ, huyện Diễn Châu và hội cờ đỏ Hà Nội gồm có đội cờ đỏ của An Hòa và đội cờ đỏ của Quỳnh Ngọc. Chúng ta dành một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh được không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cùng 400 hội viên liên minh ba đội cờ đỏ, các đội cờ đỏ tự giới thiệu về mình. Đội cờ đỏ xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Đội cờ đỏ xã Diên Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Đội cờ đỏ Hà Nội. Đội cờ đỏ xã An Hòa. Đội cờ đỏ xã Quỳnh Ngọc. Vâng, xin cảm ơn tất cả những quý vị cũng như quý ông bà các bác có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Và bây giờ đến phần khai mạc, xin được trọng kính mời chị Hoa. Nhân dịp giao lưu hội cờ đỏ xã Diên Mỹ, huyện Diễn Châu, hội cờ đỏ Hà Nội cho phép tôi thay mặt hội cờ đỏ xã Sơn Hải gửi tới quý vị đại biểu các quý khách lời kính chúc sức khỏe và thành công. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa bà con cô bác, vào cuối năm 2016, vào đầu năm 2017, lợi dụng sự cố môi trường biển bốn tỉnh miền Trung, Linh mục Đặng Hữu Nam, giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, Linh mục Nguyễn Đình Thục, giáo xứ Sông Ngọc đã nhiều lần dụ dỗ lừa phỉnh giáo dân đưa băng rôn cờ hiệu, khẩu hiệu kéo nhau 200-300 tuần hành vào trụ sở An Hòa, vào trụ sở Quỳnh Ngọc, Sơn Hải, gây rối kéo giáo dân tuần hành trên trụ sở Ủy ban Công an huyện vào tỉnh gây rối, đòi yêu sách. Mỗi lần như vậy có loa ô to trừ đảng, trừ chính phủ, làm mất trật tự nơi công cộng và gây giao thông. Hàng nhiều giờ đồng hồ, bây giờ trong tôi còn hình ảnh một vị linh mục ăn mặc sộc sạch, đội mũ bảo hiểm cầm loa hò hét trước cổng chính quyền, công an huyện. Làm như vậy có xứng đáng là một linh mục hay không? Nhưng việc làm đó gây phẫn nộ trong lòng dân chúng tôi. Bước vào đầu năm 2017, các cơ quan đảng ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể đã tốn bao nhiêu thời gian, công sức để trực ngày, trực đêm, phòng chống bạo loạn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, an ninh trật tự, đó là chưa kể hàng trăm cảnh sát 113 trực ngày, trực đêm, gần một tháng trời để bảo vệ sự bình yên cho các xã Sơn Hải, Quỳnh Ngọc, An Hòa. Đặc biệt vào ngày 30 tháng 4 2017, trong lúc cả nước đang tưng bừng kỷ niệm ngày 30 tháng 4 ngày thống nhất đất nước, có được ngày 30 tháng 4 hàng triệu người con quê hương đã phải hy sinh đổ máu, hàng triệu gia đình cha mẹ phải mất con, vợ mất chồng để giành lại độc lập tự do cho dân tộc, hay là sự thanh bình như ngày hôm nay. Thế mà bọn linh mục Nam, linh mục Thục, đội lốt tôn giáo đã phỉ báng ngày 30 tháng 4 với nhiều hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được cả thế giới công nhận là danh nhân văn hóa thế giới, kẻ thù cũng phải khâm phục nghiêng mình trước người. Nhắc đến mọi người có đất Việt từ trẻ thơ đến người già, mọi người trên thế giới đều rơi nước mắt. Tri ân công lao to lớn của người đã dành trọn đời mình cho Tổ quốc và đóng góp to lớn cho sự nghiệp và gìn giữ hòa bình của cả nhân loại
Thế mà bọn đội lốt tôn giáo đã ăn tiền của bọn Việt Tân, ăn sung mặc sướng để lừa giáo dân, lừa con chiên để rồi phản bội tổ quốc, phản bội lại nhân dân. Chúng ta phải kịch liệt lên án với những linh đội lốt tôn giáo. Không thể chịu được sự ngang ngược trắng trợn của bọn linh mục Thục Nam, bà con xã Sơn Hải và các xã lân cận đã vùng lên đấu tranh bằng nhiều hình thức với bọn chúng trên các mạng xã hội, từ đó hình thành nên đội cờ đỏ xã Sơn Hải. Là xã nông thôn, vùng biển nghèo nhưng tinh thần yêu nước, yêu Bác Hồ trong tiềm thức một người dân dân đã khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, đấu tranh với luận điệu xấu bọn linh mục đội lốt tôn giáo phản quốc hại dân và chia rẽ tình cảm lương giáo đã bao đời gắn bó một cách mạnh mẽ. Thay mặt đội cờ đỏ xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu, tôi xin khai mạc buổi giao lưu liên minh đội cờ đỏ hôm nay. Xin cảm ơn. Tôi là Lê Thị Quỳnh Hoan, đội trưởng đội cờ đỏ xã Sơn Hải. Xin trình bày lý do hình thành đội cờ đỏ xã Sơn Hải. Sáng ngày 28 tháng 5 2017, Ủy ban nhân dân Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, thì có một giáo dân nhà thờ đã đánh kẻng kích động bà con giáo dân phản đối việc chính quyền tổ chức diễn tập. Một số bà con lương dân thấy vậy bức xúc kéo đến khu vực nhà thờ giáo họ Văn Thai xảy ra cãi cọ với nhau, nhưng được cán bộ huyện và xã tổ chức can ngăn, sau đó mọi người giải tán. Ủy ban nhân dân tuyên truyền giải thích cho bà con giáo dân hiểu đây là cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ, xả định tình huống đánh địch vào là khi có chiến tranh bắn đạn sấy chứ không phải bao vây hay bắn đạn thật vào nhà thờ như một số bà con nói. Lúc này trên cầu Sơn Thọ có một người phụ nữ tên là Trà, sinh năm 1997, người dân giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An, quay phim tung lên mạng xuyên tạc lực lượng tham gia diễn tập bắn đạn vào nhà thờ, bị nhân dân phát hiện và truy đuổi. Để đảm bảo cho an toàn tính mạng, bảo vệ Trà không bị người dân quá khích đánh đập, nên chính quyền đặc biệt là lực lượng công an đã ngăn cản và giải thoát cho Trà đi khỏi đám đông, đưa Trà đi vào quán cà phê thôn 10, sau đó đưa Trà vào hộ dân xóm 7, nhưng quần chúng nhân dân vẫn bám theo vì thấy không an toàn cho Trà, buộc lực lượng phải đưa chị Trà vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Sơn Hải, sau đó đưa Trà về An Hòa qua đường nghĩa trang phía sau Ủy ban nhân dân xã nhằm đảm bảo an toàn cho Trà. Trong lúc đó có khoảng 100 người giáo dân giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, sông Ngọc nghe không rõ thông tin rằng chị Nguyễn Thị Trà bị chính quyền Sơn Hải bắt cóc, nên linh mục Nam đã cho người rung chuông tập trung đông người kéo đến trụ sở xã Ủy ban nhân dân xã Sơn Hải để đòi người, chửi bới chính quyền địa phương cho rằng giữ người trái phép, đánh đập phụ nữ, đánh đập con em và đe dọa phá cổng ủy ban, đã xông vào. Nhưng lực lượng công an xã giải thích và khuyên ngăn số giáo dân vẫn không chấp hành, do bức xúc việc người ở nơi khác kéo về xã Sơn Hải gây mất an ninh trật tự, vu khống chửi bới chính quyền. Một số bà con nhân dân xã Sơn Hải đã xô sát với giáo dân giáo xứ Phú Yên và được lực lượng công an và các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động bà con nhân dân giải tán. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, do bức xúc về việc giáo dân thuộc xóm 9 xã Sơn Hải đã gây ra ngăn cản không cho xã tổ chức diễn tập và một số giáo dân xứ Phú Yên, An Hòa sang đây gây rối mất trật tự trên địa bàn, nên tôi đã thông báo với bà con tập trung vào nhà văn hóa xóm 8 vào lúc 3 giờ bàn phương án mua kẻng. Chính tôi là người khởi xướng đầu tiên mua kẻng để khi biết bên giáo rung chuông tụ tập giáo dân rồi mất an ninh trật tự thì bên lương chúng tôi tự đánh kẻng tập trung bà con dập tắt mà không cần phải nhờ tới chính quyền. Quân đội cờ đỏ hình thành từ đó, số lượng người tham gia đội cờ đỏ đến nay đã 300 người. Phong trào nổi dậy bảo vệ an ninh trật tự trong huyện của bà con cờ đỏ
đã hướng cho bà con nhân dân tới việc uống nước nhớ nguồn, chống phản cách mạng hoạt động như sau. Cháu, tôi đã đưa đội Cờ Đỏ 176 người đi thăm Lăng Bác ở Hà Nội. Ngày 2 tháng 9, tôi đã tổ chức đưa đội Cờ Đỏ đi 130 người đi viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, viếng nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9, thành cổ Quảng Trị, thắp hương 10 cô gái nhà Ba Đồng Lộc. Thì mọi hoạt động của tôi đã làm ảnh tôi treo ở đằng trước cổng ra vô, bà con tí nữa có thời gian thì ra đó mà xem. Bộ sư chứng nhận lời giới thiệu trên tạc của những linh mục đội lốt tôn giáo, tôi và bà con nông dân, ngư dân, bà con buôn thúng bắt mệt đã tự phát đứng lên đấu tranh với nhiều hình thức. Phong trào của đội Cờ Đỏ xã Sơn Hải đã được lan tỏa đi khắp xã lân cận và nhân rộng mô hình. Rất có nhiều thành viên Cờ Đỏ đó khác đã tham gia học theo góp phần bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Tôi xin thành cảm ơn. Thay mặt cho các cô, các bác, các anh, các chị đội Cờ Đỏ xã Sơn Mỹ xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị cùng toàn thể các cô, các bác, các anh, các chị lời chúc sức khỏe và lời chào chân thành nhất. Và chúng ta một lời chúc đó là hãy đồng lòng chung tay xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Xin được kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các anh, các chị, các cô, các bác đến từ các câu lạc bộ cũng như đội Cờ Đỏ của các đơn vị có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Có thể nói rằng mang vào. Thay mặt cho những anh chị em đội Cờ Đỏ Sơn Mỹ sẽ giới thiệu đôi nét về đặc điểm tình hình của đơn vị xã Sơn Mỹ chúng tôi. Xin được kính thưa quý vị, đơn vị Sơn Mỹ, xã Sơn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là một đơn vị nằm ở phía đông bắc huyện Diễn Châu, cách trung tâm huyện Lý khoảng tầm 12 km về phía đông bắc. Địa giới hành chính của đơn vị xã Sơn Mỹ phía bắc giáp với đơn vị xã Sơn Hoàng, phía đông giáp với đơn vị xã Sơn Hải, phía tây giáp với đơn vị xã Diễn Yên, phía nam giáp với đơn vị xã Diễn Phong, là một nơi trung tâm giao lưu buôn bán với tất cả các đơn vị, là một đơn vị nằm trong khu vực trung tâm của đời giới hành chính của các đơn vị và xung quanh, cho nên việc giao lưu buôn bán và nét văn hóa thu nhập vào đơn vị Trần Mỹ là một những nơi trung tâm của khu vực Bắc Diễn Châu. Đơn vị xã Diễn Mỹ chúng tôi có 14 xóm, trong đó có một xóm giáo dân. Dân số xin được kính thưa quý vị, Diễn Mỹ chúng tôi thì như các bạn cũng đã biết rằng là 14 xóm và một xóm giáo dân, trong đó có 1.689 hộ, và ở trên đây 6.000 trên 6.000 hộ, và có hơn 6.890 nhân khẩu, trong đó dân giáo là 1.000 dân giáo là 131 hộ và 459 nhân khẩu. Có thể nói rằng là trong thời gian qua và trong nhiều năm trước đây thì tình đoàn kết nguyên giáo được lòng người đất Sơn Mỹ chúng tôi luôn luôn tạo sự đoàn kết và nguyên giáo được lòng để cùng nhau xây dựng quê hương Sơn Mỹ ngày càng giàu đẹp và văn minh. Trong thời gian đó, trước khi đơn vị giáo xứ Tân Kiều thành lập giáo xứ và đón những đạo hữu về làm đại sứ Tân Kiều ngày 14 tháng 2, và sau đó trước khi nhập về thì đơn vị chuẩn bị chúng tôi và tặng cho chị em của những đơn vị chuẩn bị, và chúng tôi rất vui mừng và cũng rất tự hào rằng tôi biết rằng về quản sứ tại địa phương và có tất cả tấm lòng
xin nói lớn, tuy rằng chưa được sự đồng ý với chính quyền địa phương, các cấp các ngành ở cấp trên, nhưng vẫn huy động lực lượng giáo dân ngang nhiên và cố tình xây dựng trái phép. Thì trước tình hình đó, với một loạt hành động ngang ngược khiêu khích chính quyền, nói xấu đảng, Bác Hồ, nhân dân diệt mỹ chúng tôi ngày 2 tháng 9 năm 2017, thì nhân dân đơn vị 65 ngay địa phận của đơn vị 66 Đông Kiều đã dựng lên những băng rôn rất là phản cảm trước sự quần chúng nhân dân, sự phẫn nộ của nhân dân. Trong khi diệt mỹ theo băng rôn chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 1/29, với một sự ngang ngược như vậy, đòi hỏi mỗi người dân Diễm Mỹ chúng tôi đứng lên đấu tranh, đoàn kết chung tay một lòng, đập tan mọi âm mưu của những phần tử đứng sau kích động và âm mưu phá hoại đất nước, nói xấu đảng, nói xấu bầu, nói chính quyền. Và cho đến lúc này đây, nhân dân Diễm Mỹ chúng tôi 13/13 xóm một lòng một ra đây. Thưa quý vị đại biểu, chúng tôi cũng không nói được hết những gì mà những diễn ra trong thời gian vừa qua của đơn vị Diễm Mỹ. Và cũng ngay sau đây, nhân tiện về giao lưu trong buổi chiều ngày hôm nay, thay mặt cho anh em đội cờ đỏ xã Diễm Mỹ, xin được trân trọng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả anh chị em đội cờ đỏ của các đơn vị đến từ mọi miền đất nước, và đặc biệt là đội cờ đỏ của xã Sơn Hải đã tổ chức một buổi giao lưu thật là ý nghĩa, đoàn kết một lòng. Đề nghị chúng ta hãy tạm một trò tay. Và chúng tôi cũng không muốn nói nhiều hơn, cũng xin được tất cả mọi người chúng ta cùng vỗ tay. Và tôi sẽ giới thiệu thêm về đơn vị Diễm Mỹ bằng một ca khúc Diễm Mỹ quê tôi. Xin mời chúng ta. Ai đã từng đi qua quê hương Diễn Châu, xin nhớ dừng chân thăm quê tôi Diễn Mỹ. Mảnh đất yêu thương đang từng ngày đổi mới, mảnh đất quê hương sức sống mới đang dâng trào. Diễn Mỹ hôm nay nắng mới đang ngập tràn, đồng đất quê tôi đang bước vào mùa mới, lúa nặng chiều vô ngô khoai xanh mượt cánh đơn. Diễm Mỹ ơi, ý chứa là quê mà lòng phơi phới, ấm áp cả phim lòng dần tới đàn. Cùng con cô bác và các bạn cờ đỏ Sơn Hải, An Hòa, Quỳnh Lưu và Diễn Mỹ Nghệ An. Tôi là Trần Nhật Quang, thay mặt đoàn đại biểu cờ đỏ Hà Nội và kênh truyền thông YouTube Việt Vision, xin gửi lời chào nồng nhiệt nhất và thân ái nhất đến toàn thể bà con, cô bác và các bạn cờ đỏ có mặt hôm nay. Bà con, cô bác và các bạn, chúng tôi rất là phấn khởi được có mặt để giao lưu với lại bà con, cô bác và các bạn cờ đỏ Quỳnh Lưu và Diễn Châu hôm nay. Và chúng tôi rất là cảm kích được nghe giới thiệu của phong trào cờ đỏ Sơn Hải, Diễn Mỹ và An Hòa. Thì hôm nay chúng tôi cũng xin được tự giới thiệu về phong trào cờ đỏ Hà Nội và kênh truyền thông YouTube Việt Vision chúng tôi. Thưa bà con, cô bác, thưa các bạn, nói về phong trào cờ đỏ Hà Nội và
kênh truyền thông tin tức Việt Vi Dân của chúng tôi. Thì cũng muốn điểm qua cái bối cảnh lịch sử mà ra đời cái phong trào Cờ Đỏ Hà Nội như kênh truyền thông tin tức Việt Vi Dân. Thì tôi xin phép được điểm qua một chút. Thưa bà con, cô bác và các bạn, bắt đầu từ tháng 1 năm 2011, tức là cách đây 6 năm, đã xảy ra một cái làn sóng biểu tình ở các nước Bắc Phi và Trung Đông. Làn sóng biểu tình đó đã lật đổ hết tất cả chính quyền của các nước Bắc Phi và Trung Đông. Thế giới gọi cái làn sóng biểu tình lật đổ hết chính quyền Bắc Phi Trung Đông đấy là cách mạng mùa xuân Ả Rập. Bọn phản động lưu vong ở nước ngoài và bọn phản động ở trong nước, chúng phát động chiến dịch gọi là chuyển lửa về quê hương, có nghĩa là quốc tế gọi đấy là cách mạng mùa xuân Ả Rập, thì bọn chúng gọi đấy là cách mạng hoa nhài. Và chúng nói rằng ấy là phải chuyển lửa về quê hương để tạo làn sóng biểu tình ở thủ đô Hà Nội, các thành phố lớn cũng như là cả nước để lật đổ chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và chúng gọi nếu như ở bên kia là cách mạng hoa nhài thì ở Việt Nam sẽ là cách mạng hoa sen. Đấy là cái bối cảnh lịch sử. Và ấy, 4 tháng sau khi bắt đầu bùng phát cách mạng hoa nhài ở Bắc Phi Trung Đông, thì bắt đầu tháng 5 năm 2011 là chúng bắt đầu tiến hành những cuộc biểu tình triền miên liên tục không ngừng nhiều năm ở thủ đô Hà Nội. Bởi vì tôi muốn nói cái bối cảnh nó ra đây đấy, để mà vạch mặt cả cái âm mưu của bọn phản động trong và ngoài nước đấy. Thế thì thưa quý vị, thưa các bạn, Hà Nội là bộ mặt của cả nước, là nơi có nhiều đại sứ quán nước ngoài, là nơi có nhiều cơ quan tổ chức quốc tế và nơi có rất nhiều khách du lịch nước ngoài. Chính vì vậy chúng đã lựa chọn thủ đô Hà Nội làm trung tâm biểu tình để bôi nhọ đất nước, xuyên tạc chính sách chủ trương chế độ của nhà nước ta, và để xuyên tạc với khách quốc tế cũng như là các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế ở Hà Nội rằng ý là nhân dân Việt Nam bất bình với chính quyền nên mới đi biểu tình đấy. Thưa quý vị, thưa các bạn, đấy là cái bối cảnh. Thì những cái hình ảnh ấy, biểu tình của bọn phản động ở Bờ Hồ và tượng đài Lý Thái Tổ Hà Nội đã làm cho nhân dân cả nước rất là bất bình, rất là phẫn nộ. Và nhìn hình ảnh ấy, lực lượng chính quyền Hà Nội, công an, cảnh sát rất là ôn hòa, không làm gì được đó, cho nên bọn biểu tình ấy nó không sợ chính quyền, nó không sợ công an, cảnh sát đấy. Suốt 3 năm trời, từ năm 2011 đến năm 2014, chúng biểu tình mà không ai làm gì được chúng. Thế thì bỗng nhiên bước sang năm 2014 ấy, đầu năm 2014 ấy, là bắt đầu có cái sự phản kháng của người dân Hà Nội. Ban đầu là bắt đầu từ sự phản kháng của một, hai cá nhân đứng giữa đám biểu tình, giơ tay quát tháo, vạch tội bọn biểu tình. Thì cái hình ảnh ấy đã được lan truyền trên mạng truyền thông, làm cho nhân dân cả nước rất là phấn khởi. Bắt đầu từ đó ấy, cứ mỗi lần bọn phản động nó biểu tình thì người dân thủ đô lại ra bãi biểu tình để tìm gặp chúng tôi xin gia nhập. Đồng thời sau đó rồi nó bắt đầu là người của các tỉnh cũng đi xe khách về, cũng đi xe máy về ra bãi biểu tình tìm chúng tôi để xin gia nhập. Từ đó ấy, cái nhóm chống biểu tình của Cờ Đỏ Hà Nội bắt đầu hình thành và bắt đầu lớn mạnh.
sau đó thì là cái nhóm này là thường xuyên ấy là có mặt chống lại bất kỳ những cái cuộc biểu tình của đoàn hoạt động. Rồi sau đó ấy, là chính nhóm chúng tôi đã lập một cái kênh truyền thông gọi là kênh YouTube Việt Vision để đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc của địch trên mạng truyền thông, trên mặt trận tư tưởng. Thưa quý vị, thưa các bạn, đó là chúng tôi đã tự giới thiệu cái bối cảnh, cái hoàn cảnh ra đời, cái quá trình hình thành và những cái hoạt động của nhóm Cờ Đỏ Hà Nội và kênh truyền thông YouTube Việt Vision. Thưa bà con cô bác, thưa các bạn Cờ Đỏ Quỳnh Lưu và Diễn Châu, từ tháng 4 năm 2016, bọn cha cố quả đen Đặng Thu Nam, Nguyễn Đình Thục đã lừa bịp giáo dân, đã xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng Nhà nước, chúng xuyên tạc cái nỗ lực khắc phục hậu quả môi trường của Đảng và Nhà nước, rồi chúng biết dùng áp lực không giáo đẩy giáo dân tràn ra đường đi biểu tình, và cả các giáo công giáo khác như là ở Đông Yên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, rồi Cồn Sẻ, Quảng Bình, vân vân. Các bọn cha cố quả đen đều lừa bịp giáo dân, dùng áp lực công giáo ép buộc giáo dân tràn ra đường đi biểu tình, không chỉ biểu tình xuyên tạc và gây rối trật tự, mà chúng còn xúi dục giáo dân làm những cái điều hết sức vi phạm pháp luật, hết sức phạm bậy, như là chặn đường quốc lộ, bao vây, chiếm đóng trụ sở chính quyền, đánh người thi hành công vụ, hạ cờ tổ quốc, treo cờ vàng bác sọc đỏ của bọn tay sai bạn nước, đã bị đánh đổ năm 1975. Thưa bà con cô bác và các bạn, hình ảnh ấy, những cái cuộc biểu tình và những cái hành vi láo xược của bọn cha cố xúi dục giáo dân được đăng lên trên mạng truyền thông, làm cho nhân dân cả nước vô cùng bất bình, vô cùng phẫn nộ và vô cùng lo lắng cho Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong cái không khí là lo lắng, bất bình, phẫn nộ đó ấy, thì bỗng xuất hiện phong trào tiếng cảng của Cờ Đỏ Sơn Hải, làm cho bọn cha cố quả đen hết sức run sợ, đồng thời làm cho đồng bào giáo dân sông Ngọc Phú Yên tỉnh ngộ. Và làm cho nhân dân cả nước hết sức vui mừng phấn khởi, hết sức là nấc lên. Hôm nay đoàn chúng tôi có mặt ở đây trước hết là cảm ơn đội Cờ Đỏ, phong trào Cờ Đỏ Quỳnh Lưu và Diễn Châu đã tạo điều kiện cho chúng tôi được vào đây để giao lưu với lại Cờ Đỏ Diễn Châu và Quỳnh Lưu. Đồng thời chúng tôi tại đây, chúng tôi rất muốn xin phép nhân dân cả nước bày tỏ lòng cảm phục cũng như sự biết ơn phong trào tiếng cảng Quỳnh Lưu và Diễn Châu Nghệ An. Truyền thống cách mạng, chiến đấu kiên cường, thời
của máy bay Mỹ, nhưng nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã chiến đấu rất là anh dũng, góp phần rất là to lớn vào công cuộc giải phóng đất nước, đánh đuổi quân xâm lược, giành lại độc lập hòa bình cho đất nước hôm nay. Quỳnh Lưu, Diễn Châu cũng như là phong trào tiếng cảnh của Nghệ An, nó thể hiện cái tinh thần truyền thống cách mạng của quê hương Bác Hồ vĩ đại. Thì chúng tôi xin nói là chúng tôi phát huy cái tinh thần cách mạng của nhân dân Quỳnh Lưu, Diễn Châu cũng như là của nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh, miền Trung, để chúng tôi sẽ có động lực đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa, có hiệu quả hơn nữa với bọn phản động trên mạng xã hội cũng như bọn phản động ở thân địa, ở địa bàn Hà Nội chúng tôi. Đấy. Các bạn, nhân dịp này chúng tôi cũng muốn được gửi đôi lời đến bà con giáo dân Song Ngọc, Văn Thai, rồi Phú Yên. Đây. Thưa bà con giáo dân thân mến, bà con giáo dân ấy hãy nhớ lại đến cái chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Hãy nhớ đến ấy, cái truyền thống đoàn kết lương giáo của nhân dân ta ấy, để phân biệt đúng sai, để không nghe lời bọn cha cố quả đen Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam, để bà con giáo dân không bị chúng biến thành giặc công giáo, chống lại đạo uy tín của đạo công giáo chân chính, cũng như là phê nó cái hình ảnh Đức Chúa Giêsu muôn vàn tôn kính trong ánh mắt của nhân dân Nam. Đấy là, và mong bà con giáo dân hãy giữ vững cái truyền thống đoàn kết lương giáo để bảo vệ tình đoàn kết lương giáo, bảo vệ bình yên của quê hương chúng ta. Xin cảm ơn bà con cô bác. Những người làm chương trình chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời tất cả những ai có dựng những dòng hát cũng như chào cho nhau những lời
vòng